Thế là ngày hôm qua là lễ hội ngày thứ kia rồi, như lúc mà em ở nhà chưa đi trực ấy. Nghĩa là hôm qua là buổi tối nó ấy. Thế là cái cầu dài nhất Việt Nam đấy thì nó vào bao nhiêu km này? 10 cây 7. Quát 14 thôi. Để anh. Không, đây cầu này là đi Hạ Long nha em. Cầu này cao tốc Hà Nội Hải Phòng. À rồi. À, cầu đi Quảng Ninh rồi. Đây cao tốc. Cầu Kiềm đây đúng không? Không, đây phải cầu Kiền. Cầu này là cầu Hoàng Văn Thụ. Hoàng Văn Thụ. Cầu Kiền là nó từ Thái Bình sang này. Bắt đầu vào thành phố Hải Phòng, Hải Phòng kính chào quý khách ấy thì là Toàn ấy thì là phụ du ra thì là đến là cầu Kiền. À. À, bắt đầu vào cái cầu dài nhất Việt Nam đây. Thế là hai bên này lúc mà thủy triều nó lên là nước nó lên tận đến đây hả anh? Đúng rồi, lên kinh nhỉ. Ngập lên trên này. À, bây giờ là không có nước, chỉ là đầm. Đây là những cái chỗ như này là cái tròi như này là ngày đó nuôi con ngao ấy. À, nuôi ngao ở dưới này. Ngao rồi rồi. Đấy, con ngao để nuôi canh rồi. Rồi. Cái nhà máy VinFast của nó to phết nhỉ. Ôi trong kia rộng lắm em. Ra rác ngoài biển. Đây này. Làm sản xuất điện thoại. Ô tô. Ừ. Ô tô. Nó đang sản xuất. Bây giờ đang sản xuất đến 2100. Lương 100. Mấy cái này trông như kiểu con cò ấy. Cầu cảng. Cảng đây đúng không? Cảng nước sâu này. Cảng này cảng lớn nhất thành phố Hải Phòng. Đang làm. Đây là cảng nước sâu. Cảng này là tàu to vào được. Thang lên này. Ở đây họ đang thu hoạch ngao. Những bao này là những cái bao ngao. Người dân đang thu hoạch. Đã tới bến rồi các bạn ơi. Đây, đem vào đây xong là lên đảo rồi. Bây giờ chúng ta còn lên đảo đã.